Hello cả nhà, đây em lên cả nhà một con đồng hồ thông minh nha. Đó, lắc tay là sáng đèn nha cả nhà nè. Đó, đây em nó đây cả nhà. Đó, vừa màn hình cảm ứng nè, em đo nhịp tim nè. Đó, vài phút trước nè, 73 nè. Đó, bấm vô là đo luôn. Đó, nhịp tim là đang đo nè. Đó, 79 nè. Oxy trong máu nè, bấm vô đo luôn. Đó, oxy trong máu 99 nè, còn đây là lịch sử nè cả nhà. Đây nó có app luôn nha, app để theo dõi nhịp tim, huyết áp, oxy trong máu. Đây, đo huyết áp đây. Đó, giờ tay là sáng đèn nha cả nhà, xịn sò luôn. Đó, oxy, huyết áp nè cả nhà. Đó, một vài phút trước nè. Chưa, bấm cái đo luôn, xài ngang 39 càng 45, phù hợp nam và nữ luôn. Đó nè, đo huyết áp nè cả nhà. Đó nè, lịch sử nè, huyết áp nè. Đó, oxy nè, nhịp tim, huyết áp, oxy trong máu. Đó, rất là xịn sò luôn nha cả nhà. Mà em đồng hồ thông minh. Đó, lắc tay sáng đèn luôn nè, hình nền nè, em cài được hình nền nè, đồng hồ em chụp nè. Đó, cài được hình nền được luôn, đồng hồ thông minh nha. Bấm vô nè, đây. Đó, cảm ứng là rất là mượt, viền thép nha cả nhà chứ không phải nhựa nha. Đây, mở ra nè. Nó giơ tay là sáng đèn luôn, bấm vô nè, nút này nút cuộn nè cả nhà. Đó, tập thể thao hay gì sức khỏe nè, nè bước chân nè. Theo dõi sức khỏe, bao nhiêu km, tổng lượng calo xài nhiêu. Nãy giờ em đeo cả nhà, em đeo mới xíu. Đó, đây nhận thông báo của app điện thoại được luôn nha, tại em chưa có đẩy ứng dụng nè, Facebook chẳng hạn. Facebook nè, FMF hay gì đó, rất là nhiều chức năng luôn nha cả nhà. Có thể cài được mặt đồng hồ luôn. Đó nè, đó tin nhắn Facebook nè cả nhà, đọc được luôn nha cả nhà. Nè, bấm vô nè. Đó, thấy chưa, có tin nhắn đọc được luôn. Đây. Đầy đủ chức năng luôn nha cả nhà. Nhịp tim, huyết áp, oxy, nghe cuộc gọi. Đó, kèm sạc 500 luôn. Đây, sạc 500 xịn sò nha cả nhà chứ không phải sạc cấm nha. 500 nè. Chưa, cắm vô cổng USB sạc. Cái này là em bán nguyên bộ như là new 100%, kèm sạc bao ship luôn 330. Đó, vừa cảm ứng. Đầy đủ chức năng luôn nha. Rồi em mời cả nhà nha, có app trên CH Play luôn nha cả nhà. Đó, mình về mình theo dõi thì đó các bước hôm nay nè, calo, nhịp tim, theo dõi sức khỏe, giấc ngủ, điện tâm đồ này kia luôn. Đó, đầy đủ chức năng luôn. Rồi em mời cả nhà nha.